Rồi, hello anh em à. Đặc biệt là anh em cộng đồng Honda 67 nha anh em ơi. Nay mình lên cho anh em cái mẫu nồng kiến Takegawa. Nồng kiến Takegawa nha anh em, dài 76 năm, lỗ 54. Được mod lại bởi Winter Racing nha anh em. Thì bản chất cái nồng này là nồng kiến TA nha anh em. Mình đã mod lại Takegawa nha. Thì bản chất là cái nồng Takegawa đúng của Honda, cũng của đồ chơi xe băng á, là nó sẽ không có nồng dài 76 năm đâu nha anh em. Nó chỉ có nồng dài 63 hoặc là 63, 69 thôi. Còn đây là mình mod lại. Lồng này lồng phom nhỏ, cánh gió dọc, lỗ 54, nồng Takegawa luôn. Siêu đẹp anh em ơi. Thì một cái vỏ nồng này mình bán cho anh em giá là 1.8 triệu nha anh em. Anh em mua nồng TA mà chưa có gia công gì hết á, nồng số 49 TA thì mình bán 1.450.000 ha. Làm là chạy CNC xử lý rồi lại là màu là y chang như nhau nha anh em. Đó, anh em thấy cái màu không? Siêu đỉnh. Anh em nào cần xài thì cứ alo mình nha. Một cái nồng mod Takegawa như này mình bán giá là 1.8 triệu nha, một vỏ lồng nha. Anh em về tiền tự vô với tâm bạn. Còn anh em nào có nhu cầu mà kiểu như mod chữ chạy CNC như thế này á, thì mình sẽ cũng nhận đơn cho anh em luôn dưới giá thành là 500.000 một lần chạy chữ Takegawa này trên những cái thân lồng nha anh em. Đó. Rồi, cần xài cứ alo em nha.